Thực phẩm ăn với đậu phụ để bổ sung canxi cho người cao tuổi. Đậu phụ hay đậu hũ cũng là chế phẩm từ đậu nành, chứa nhiều canxi rất tốt cho sức khỏe. Người cao tuổi khi ăn đậu phụ có thể kết hợp một số loại thực phẩm khác để bổ sung canxi cho cơ thể. Trứng. Đậu phụ là thực phẩm thay thế tốt nhất cho những người không uống được sữa do không dung nạp đường lactose hoặc những người không ăn được thịt gia súc, gia cầm để kiểm soát các bệnh mãn tính. Trứng cũng là một sản phẩm dinh dưỡng tốt để nuôi cơ thể. Thường xuyên ăn trứng và đậu phụ có thể bổ sung canxi, giảm lipid máu và đường huyết. Táo bẹ. Iốt, kali, niacin và các chất khác trong táo bẹ có thể ngăn ngừa hiệu quả chứng xơ cứng động mạch và hạ huyết áp. Táo bẹ chứa thành phần canxi nhiều hơn các loại rau như cải xoăn và cải cầu vồng. Đây còn là thực phẩm giàu chất xơ, cũng rất hiệu quả trong việc trì hoãn sự gia tăng lượng đường trong máu. Đậu phụ hoàn toàn không chứa cholesterol. Thường xuyên ăn canh đậu hũ và táo bẹ có thể kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết và mỡ máu.